Tôi vội nên hát hơi tiết tấu hơi nhanh. Hồi nãy còn chưa thấy hình ảnh người ta nhảy ở đây nữa nha. Rồi. Hai tuổi đó là trước giờ là em kiểu giống như là không nói chuyện được á. Em chưa trải qua mối tình nào. Em chưa trải qua mối tình nào. Thì em có tự mở một cái quán chè nhỏ nhỏ, bán chè ở quận 7. Ồ vậy hả? Dạ. Bây giờ còn bán không? 2 năm dịch vừa rồi. À, kẹt cái lúc dịch cho nên là quán chè cũng dẹp luôn. Dạ. Xin một tràng pháo tay để chào đón hai bạn nam của chương trình. Rồi, chào hai em, vào vị trí của mình ngồi nha. Hai cô gái xinh đẹp bên đàn gái, xin mời. Ở bên đây có một cô gái mặc áo dài đó nha. Hai chàng trai của tôi hôm nay chơi comple hết rồi. Comple luôn hả chị? Còn hôm nay chúng ta sẽ đi từ màu xanh đi. Rồi chào em trai ngồi chiếc ghế màu xanh. Em tên là gì? Vâng, xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và mọi người trong trường quay. Em tên là Ngọc, Lê Văn Ngọc, sinh năm 1995. Ngọc là quê miền Trung đúng không? Đúng rồi, em nghe quê Nghệ An. Nghệ An, mình vào đây lâu chưa Ngọc? Em mới vào đây được hơn tháng rưỡi rồi. Mới có tháng rưỡi à? Vâng, trước em ở Đà Nẵng, làm ở Đà Nẵng. Vậy mình đã quen với cái cuộc sống ở trong Nam này chưa? Vào đây cũng quen rồi, nhưng mà thấy xe cộ hơi đông. Vậy là Ngọc đang ở đâu, làm công việc gì? Giờ em đang ở Bình Dương với anh trai và em đang hiện là làm phiên dịch viên cho công ty Hồng Sâm ở Thủ Đức. À, Hồng Sâm vậy là thông dịch viên tiếng Hàn. Vâng, đúng rồi. Hồi trước mà mình ở ngoài Đà Nẵng là mình làm công việc gì? Ở ngoài đấy là em làm được hơn một tháng rưỡi làm về chuyên viên bất động sản. Ủa sao tự nhiên chuyên viên bất động sản rồi qua tới làm thông dịch viên tiếng Hàn, sao nó không có liên quan? Thì đấy là em có mua một lô đất ở ngoài đấy, thì em nghĩ là ra ngoài mình vừa có đất đấy mình vừa là đi sell luôn, mình bán để mình kiếm lời. Nhưng mà em nghĩ là không hợp với lại là nghề đấy nên em chuyển vào đây. Vậy thì trước đó nữa làm gì? Trước đấy nữa là em đi du học Việt Nam. À, đi du học bao nhiêu năm? Em đi du học 5 năm rồi đấy. À, là mình học đại học đó hay là học cái về cái gì? Cao đẳng về học cao đẳng nấu ăn. À, học cao đẳng nấu ăn, nhưng mình qua trước tiên thì cũng phải học tiếng người ta trước. Vâng, đúng rồi. Em 2 năm học tiếng. 5 năm bên đó mình thấy cuộc sống bên Hàn như thế nào, mình không tìm cơ hội ở lại làm việc và sinh sống bên đó à? Em nghĩ là mình nên về Việt Nam hay hơn. Vì ở bên đấy được cuộc thì cũng đi làm thuê. Về đây nếu mà có cơ hội thì cũng muốn làm một cái gì đấy. À, muốn làm một cái gì riêng, dù là ông chủ nhỏ nhỏ cũng được, cũng làm cho chính mình đúng không? Vâng, đúng rồi. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của Ngọc là gì nè? Điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ và biết nấu ăn, thích thể thao. Còn điểm yếu của em thì là hơi cộc tính mà hay quên. Nhìn thấy hiền lành nhưng mà có hơi cộc tính hả? Thường rồi cộc với ai? Những việc gì mà kiểu suy nghĩ lâu ra thì em hơi cộc, người khác cứ nói là em nói luôn. À vậy hả? À, đó là những thông tin của chàng trai tên Ngọc ngồi chiếc ghế màu xanh. Ghế màu xanh đã từng ở Hàn Quốc. Rồi bây giờ là cô gái ngồi ghế màu xanh của tôi nè. Em hãy tự giới thiệu về mình đi. Em xin chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường. Em tên là Phạm Thị Phương Thảo, năm nay em 25 tuổi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Thành phố Hồ Chí Minh là em ở quận mấy? Em ở quận Phú Nhuận. Còn quê quán em ở đâu? Quê em ở Hưng Yên, nhà em ở Vũng Tàu. Điểm mạnh điểm yếu là gì nè? Điểm mạnh của em là biết quan tâm người khác, chịu khó lắng nghe, với lại sống tự lập. Còn điểm yếu của em thì ít nói, với lại là đôi khi sống hơi nguyên tắc. Hơi nguyên tắc là như thế nào? Dạ, kiểu giống như là về một cái vấn đề nào đó, kiểu em muốn người ta làm theo ý em hơn. Xong rồi nếu như mà không làm theo ý em thì kiểu hơi khó chịu. Đó là những thông tin của cô gái ngồi ghế màu xanh chị Tường à. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai ngồi ghế đỏ nha. Chào em tên gì? Em chào chị Tường, em chào anh Đạt. Em chào hai bạn nữ. Em tên là Nguyễn Phú Hậu, sinh năm 94. Quê em thì ở Phú Yên, nhưng mà em vào đây học tập và làm việc được 10 năm. Em đang làm công việc gì Hậu? Dạ, hiện tại thì em đang làm diễn viên. Làm diễn viên. Mình đã tham gia được những phim gì rồi? Gần đây thì em chỉ đi đóng những cái TVC. Ngoài ra em có làm thêm cái nghề tay trái nào nữa không? Dạ thì trước đây thì lúc mà còn đi học thì em có kinh doanh buôn bán hải sản ở quê em. Ồ vậy hả? Đúng rồi, Phú Yên hải sản rất là ngon. Dạ, sau đó thì tại vì mẹ em làm bếp á, cho nên em cũng hay theo mẹ, hay xem, cũng thích nấu. Thì em có tự mở một cái quán chè nhỏ nhỏ, bán chè ở quận 7. Ồ vậy hả? Dạ. Bây giờ còn bán không? 2 năm dịch vừa rồi. À, kẹt cái lúc dịch cho nên là quán chè cũng dẹp luôn. Dạ. Rồi bây giờ là hết dịch thì mình chỉ quay lại làm cái công việc diễn viên yêu thích của mình thôi.
Rồi sắp tới có ý định phát triển thêm gì để phát triển kinh tế không? Dạ, định hướng thì sẽ làm cái nghề này, cho tại vì nghề này cũng đam mê từ nhỏ. Rồi sau đó sẽ vẫn theo cái bán chè lại, mở chè lại. Bán chè lại, vẫn quyết định mở chè lại. Dạ. Mà lúc em bán chè là em tự nấu luôn hay sao? Dạ, một mình em tự đi chợ, tự nấu, tự phục vụ, tự marketing, tự làm. Chè gì, mấy món chè? Dạ, menu em thì lúc 8-9 loại chè với lại có một loại món gỏi cá ngừ đại dương ở ngoài Phú Yên. À, tên gọi của những món chè đó là chè gì? Dạ, chè Thái, chè mít đát. Chè mít đát. Dạ, cái hạt đát cũng là cái đặc trưng ở ngoài Phú Yên với Nha Trang. À, nó giống hạt thốt nốt trong này vậy. À, là cái hạt nó gọi là hạt đát hay là hạt nó gọi là hạt mít đát? Hạt đát. Rồi mình đập nấu chung với mít. À, hạt mít đát. Chị nghĩ là em mở món chè lại rồi em tự review những cái món chè của mình là ngon lắm luôn á. Mở đi chị Chi Sới, chị sẽ review cái món chè mít đát. Mít đát. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em thì thân thiện, dễ gần, em cũng biết nấu ăn. Rồi điểm yếu của em thì em bị một cái là em thiếu quyết đoán. Thiếu quyết đoán? Dạ đúng rồi. Có nghĩa là xảy ra một, có một cái sự cố gì hay một cái sự việc gì là em sẽ chần chờ, em sẽ này kia kia nọ, chứ em không có đưa ra những cái quyết định nhanh gọn lẹ. Dạ, có một cái em sống thiên về tình cảm, em cũng không biết đó gọi là điểm mạnh hay điểm yếu, nhưng mà tình cảm nó chi phối em rất là nhiều trong cái... Nhiều khi cái lý trí mình muốn mình làm vậy mà cái cảm xúc mình, cái tình cảm mình muốn mình làm kia, mình cứ phân vân hoài. Đó là thông tin của chàng trai ngồi ở ghế đỏ ha. Một chàng là ngốc, một chàng là hậu. Em thích ăn chè không cô bé ngồi ghế màu đỏ? Chè mít đát. Em rất là thích ăn chè luôn. Thích ăn chè luôn hả? Giới thiệu về mình đi nào. Em tên là Đỗ Thị Lý, năm nay em 18 cộng. Hả? 18 cộng? 18 cộng mấy hả? À, 18 cộng 10, chưa có xét anh ơi. 18 cộng 10 thôi. Em thì đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà quê em thì ở Hải Phòng. Em vô thành phố Hồ Chí Minh bao lâu rồi? Dạ, em vô được chục năm thôi anh. Một chục năm rồi? Em vô đi học đại học. Em vô đi ai? Một mình luôn hả? À đúng rồi, em vào đây một mình. Thì giờ em làm gì? Hiện tại thì em đang làm trong lĩnh vực về làm đẹp. Ngoài ra thì em cũng là bên người mẫu và diễn viên. Wow, làm đẹp về phương diện gì à? Dạ em thì em bên làm bên vừa tư vấn lại vừa chuyên viên luôn. Tư vấn chuyên viên về da hả? À ha, đa năng quá vậy ta. Tại vì em là người miền Bắc á, thế nên là khi mà vào đây lập nghiệp á, là em mong muốn là mình có, sẽ có một cái sự nghiệp trong ngày. Chính vì vậy mà em luôn phấn đấu và nỗ lực. Xưa giờ ăn chè mít đát lần nào chưa? Lần đầu tiên em nghe thấy chị ơi. Lần đầu tiên chị cũng lần đầu tiên nghe đó. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em luôn vui vẻ, suy nghĩ tích cực, lạc quan, yêu đời, và em cũng thích hát. Em hát không hay nhưng mà em lại hay hát. Thế thì em hay hát đi. Khúc câu bây giờ hát đi nè. Rồi. Hát liền đi. Ngồi đây mình thưởng thức. Cho nóng sân khấu lên đi nè. Làn tóc rối bờ môi khô, hàng mi buông mắt đen thật buồn ngày qua ngày. Đợi mong gì cần nhiều năm những yêu thương ngọt ngào. Nói cho em những hẹn thề. Có ai cầm tay em và yêu em cầm. Tên anh những khi giận hờn để đêm về từng hơi thở. Có nồng ấm chiếc hôn ta nồng nàn. Nói cho nhau những hẹn thề. Có ai nếu như ngày anh bước đến vì anh đã yêu thương em, hãy nói với em chân tình. Trái tim đừng làm em bối rối. Biết đâu khi ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong manh tựa cơn gió bay qua. Wow, wow. Hay anh ơi, là nhí nhảnh hồn nhiên và đáng nghe yêu. Không đứng ở đây hát luôn đó. Có. Nếu như ngày anh đến luôn. À, sao chàng trai ghế đỏ cảm nhận giọng hát của cô gái ngồi ghế đỏ bên kia như thế nào? Trước tiên thì em thấy chắc là hơi vội, hát hơi tiết tấu hơi nhanh. Tiết tấu hơi nhanh có thể là giọng. Trời ơi, hồi nãy còn chưa thấy hình ảnh người ta nhảy ở đây nữa nha. Rồi. Người ta nhảy ở bên đây quá chừng luôn đó. Người ta cũng là. Rồi gì nữa em nào? Thấy giọng bạn cũng hay mà sao bạn nói không hay nhưng mà em thấy hay. Người ta khiêm tốn. Dạ. Người ta nói hát không hay nhưng mà người ta hát hay. Rồi con em cảm nhận giọng hát của bạn nữ ngồi ghế đỏ hồi nãy như thế nào? Em nghĩ là bạn hát hay ạ. Hay hả? Vì nếu mà có nhạc vào nữa thì đúng. Ồ, có nhạc vào nữa là trật nhịp liền. Có nhạc vào nữa là trật nhịp liền. Ok, những cái thông tin cơ bản về bốn nhân vật tham gia chương trình ngày hôm nay để quý vị khán giả có thể tiện bề theo dõi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến sâu hơn để các bạn chia sẻ nhiều hơn về cái chuyện đời tư của mình. Đó là cái chuyện về tình trường. Quay lại với Ngọc ở ghế xanh. Thì tình trường của Ngọc như thế nào? Trải qua mấy mối tình rồi? Em chưa trải qua mối tình nào. Em chưa trải qua mối tình nào. 27 tuổi, sinh năm 95 mà chưa có mối tình nào.
thì có một mối tình là mối tình đơn phương. Mối tình đơn phương hồi nào? Hồi em đi thi đại học ở Chí Vinh. Ừ. Thì thích cô đấy nhưng mà không dám tỏ tình. Tại sao? Mình không đủ tự tin gì để nói. Em thi đại học không đỗ. Không đỗ rồi sau em quyết định đi du học Hàn Quốc. Rồi các em giữ cái mối tình đó trong bụng luôn. Cứ giữ giữ. Mình nghĩ là sau này mình sang đấy mình làm kiếm tiền. Rồi về rồi tìm lại hay gì đấy. Trời đó. Rồi sao cuối cùng vừa có tìm lại không? Tìm lại thì cô ấy lấy chồng rồi. À, vậy là em ôm cái mối tình đó bao nhiêu lâu? Từ năm 2014 đến giờ á. 14 đến giờ luôn? Vâng. Mà cô nó có biết là em thích cổ không? Không biết được. Không biết được. Là chưa bao giờ em nói là mình thích bạn hay là gì gì cổ không biết luôn. Chưa bao giờ. Tuổi trẻ là dám yêu, dám nghĩ, dám làm. Muốn làm cái gì thì cứ làm đi. Thành công hay thất bại không quan trọng, mà quan trọng là mình đã dám làm những cái điều mình suy nghĩ. Thế thì bây giờ nè, vẫn đang còn thanh xuân nè, mà không lo yêu đi là sau này lại tiếp tục hối hận nữa. Và ngày hôm nay là cơ hội đó. Quyết liệt lên cho chị, muốn cái gì là phải làm. Không rồi, như kiểu trong tình yêu mà không quyết đoán cũng không thể thành công, mà trong đi làm kinh doanh mà không quyết đoán cũng không thể thành công. Đó, nhớ cái vụ không? Không quyết đoán là không thành công được nha. Thì bây giờ là chưa có một mối tình nào. Vâng. Chưa có kinh nghiệm trong tình trường. Thế thì bây giờ theo em nghĩ là người yêu mà gọi là lý tưởng á, mà các cô gái mong muốn thì sẽ là một anh chàng như thế nào? Em nghĩ là có nhiều tiền ạ. Có nhiều tiền ạ? Có nhiều tiền, dạ. Yeah. Rồi, gì nữa? Nhưng mà có một câu nói em rất thích là mất tiền là mất ít, mất bạn là mất nhiều, mất gia đình là mất rất nhiều, và mất niềm tin là mất tất cả. Nhưng em có niềm tin chắc chắn em thành công. Wow. Hay, em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Thì bạn gái là ưa nhìn cao tầm 1m55 trở lên là được. 1m55 trở lên. Có yêu cầu gì về tính cách? Tính cách thì chắc là khi hai người tìm hiểu thì khi đó sẽ tốt nhất, nên tìm hiểu đã. Vậy thì có điều gì em không thích ở người phụ nữ? Hay làm đẹp. Hay làm đẹp. À, nói nhiều. Nhưng mà chia buồn với em thì phụ nữ nào cũng nói nhiều cả nhá. Chia buồn với em nhá. Vâng, em nghĩ là người ta thích mình, thương mình, người ta mới nói với mình. Vâng. Chứ không người ta sẽ tìm người khác để nói. Vâng, đúng rồi. Đúng rồi, cố gắng. Hy vọng ngày hôm nay em sẽ có niềm tin đó nha. Sao nào? Dạ. Chuyện tình yêu em như thế nào? Nói mà về quen á, em quen cũng nhiều. Em quen cũng nhiều. Nhưng mà chỉ có đúng một người là kiểu giống như là khi ở cạnh người ta là em cảm giác giống như người ta là nhà của mình vậy. Quen nhau hơn 3 năm. 3 năm? Dạ. Có bị xa mặt cách lòng hay địa lý gì không mà? Dạ, dần dần về sau thì anh đã tập trung vào công việc nhiều hơn. Mặc dù là ở gần nhưng mà vẫn không có dành thời gian được cho nhau nhiều á. Cho nên là em quyết định để cho người ta tập trung về cái công việc của ta. Dạ, ai là ngôi người chia tay à? Dạ em. Quen nhau mà em thấy không quan tâm rồi thì giống như mình cũng không phải là một người quan trọng nữa. Cho nên là em quyết định dừng lại. Tìm một người thì mình phải cân bằng được giữa công việc, gia đình và người mà mình muốn ở cạnh. Ừ. Chứ không phải lúc nào khi mà quen nhau xong rồi mình đổ lỗi cho là vì mắc bận như thế này hoặc bận dành thời gian cho công việc thế này thế kia. Dạ. Bao lâu rồi? Hơn 1 năm rồi. Và ngày hôm nay em có niềm tin không ạ? Cũng hơi hơi, tại vì là hơi hơi hả? Nghe hai anh bên đó giới thiệu tuổi thì em thấy cũng hơi hơi ấy một xíu. Hơi một xíu gì? Em bao năm nay bao nhiêu nè? Dạ em sinh năm 97, năm nay em 25 tuổi. 25 thì bên kia cũng 25. Đâu, ghế đỏ cũng nhiều. Ghế xanh là sinh năm 95, anh ghế đỏ là sinh năm 94. Hai tuổi đó là trước giờ là em kiểu giống như là không nói chuyện được á. Trời ơi, nói gì? Ủa mà kỵ 95 rồi 94, 95 cũng kỵ luôn. Em quen rất là nhiều người tuổi 94 rồi. Làm chung luôn anh, làm chung rồi người ta kiểu giống người ta có ngỏ lời em á. Nhưng mà kiểu như chơi với nhau 2-3 năm rồi kiểu đi chung chơi bạn bè á. Nhưng mà lúc đầu em cũng không có để ý. Nhưng mà sau nhiều lần em tiếp xúc với người 94 á, xong rồi em thấy là không có ai nói chuyện được hết trơn. Gặp được mấy người 94 rồi? Hay là mới có người đó cái tự nhiên là mình cho là 94 mình không hợp? 5-6 người á chị. Mà 5-6 người, 5-94 hết là 94 là nói chuyện chất quá không vô. Dạ đúng rồi. Rồi 95 thì sao? 95 thì mới có 1-2 người nhưng mà em thấy như cũng hợp. Ủa, như bà sang vậy là hai cái tuổi đó em đó. Cái này em phải coi lại em là em không hợp nói chuyện với ai hết trơn á. Vậy chứ em hợp với tuổi nào à? Dạ tuổi Tý, tuổi Tỵ với lại tuổi Dậu. Ở dưới khán giả có ai tuổi đó không? Lên lên tôi ghép luôn chứ bây giờ bị rối quá rồi. Tuổi Tý, tuổi Tỵ, à có anh quay phim hả? Tỵ, à có anh quay phim hả? Rồi lát nữa gặp anh quay phim sao nha. Dạ anh có vợ chưa anh? Dạ anh có vợ chưa anh? Trời ơi. Trời ơi là trời. Thì các em tập trung chuyên môn bên đây, hai chàng trai tôi rất là ngon. Trời ơi nè. Kiểu mẫu một người đàn ông lý tưởng em là gì? Cảm xúc thì vẫn là hàng đầu. Cái hình dáng đi, ngoại hình đi nè. Dạ, ngoại hình thì cao 1m75. 1m75. Cao nhiêu em? 1m7. 1m7 bên kia cao nhiêu? Em 1m7. Hai đứa này 1m7 hết. Hai bên trai 1m7 thôi.
Em cao nhiêu? Dạ em cao 1m63. 1m63. Thôi 1m7 cũng được rồi. Còn gì nữa không à? Rồi tiếp luôn nè. À, thân hình thì không quá ốm cũng không quá mập. Gọn nếu mà có ốm hơn một xíu cũng được nhưng mà đừng có mập. Không, ở đây không ai mập, không mập hết. May quá vừa. Ở đây không ai mập hết. Mặt thì dễ thương. Ai cũng dễ thương dễ hết. Dễ thương hết luôn rồi. Hơi hơi trầm một xíu cũng được. Đừng có lầm lì. Ý là biết chia sẻ. Chị thấy nãy giờ mọi điều là được hết á. Còn cái đoạn 94-95 với cái đoạn 75 mình xé bỏ đi. Thôi để em cố gắng lần nữa. Em thích thích ngọt không à? Dạ thích ạ. Nữa mà ăn chè nữa hả? Ăn chè đi đó. Từ từ một chút xíu mở màn ra tôi sẽ cho ăn chè. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình trường của Hậu nha. Hậu ngồi ghế đỏ. Rồi mời em trải qua mấy mối tình rồi nè. Dạ mình đúng là nhiều. Nhiều hả? Đúng là nhiều đó. Mối tình đầu thì cái thời cấp 3 đi học thì nó tươi đẹp cảm nhận tươi đẹp nhẹ nhàng. Thì vào năm đi học đại học đó là mối tình sâu đậm nhất. Quen được 2 năm. 2 năm. Thời sinh viên mà chưa có suy nghĩ gì về tương lai hết. Bạn nữ đó thì muốn em xác định rõ ràng mọi thứ, định hướng tương lai hai đứa. Còn em thì lúc đó thì còn trẻ con quá. Bạn đó cứ thất vọng về em vậy. Và nhạt dần rồi chia tay. Sau đó thì em cũng có tìm hiểu một vài bạn nữ nữa. Vài tháng thì một phần là do cái ký ức về cái bạn đó trong em nó vẫn còn. Tại em sống tình cảm, sống kỷ niệm rất là nhiều. Một thời gian thì em bắt đầu phai dần. Thì có một bạn nữ khác xuất hiện trong đời em. Tình cờ thôi thì em lướt Facebook em thấy, em cảm thấy được cái hình ảnh của em trong bạn đó là đang trong cái quá trình gọi là thất tình rồi buồn rồi tiêu cực này kia. Là tức là em ngày xưa là như vậy. Oh. Em thấy như vậy em rất là muốn thay đổi người ta, chia sẻ người ta. Em khuyên, em nói chuyện này kia. Trong khi quả thân mình không ra gì, em không chưa xong rồi không, mình đi khuyên người ta. Em đã quá rồi. Dạ, em đã quá rồi. Thì em mới không muốn nhìn thấy người khác lại giống mình như ngày xưa. Em mới chia sẻ thì nói chuyện một thời gian thì hai đứa lại có tình cảm. Lúc đó thì em không có gì hết, em thất nghiệp, bạn đó thì xinh mà giỏi nữa, mở tiệm rồi này kia là những thứ. Em kiểu con trai kiểu hơi tự ti, tự ái. Thời gian cứ vậy cứ trôi qua, bạn đó cũng không còn cho em cơ hội nữa. Quen nhau được bao lâu? Một năm. Và chia tay. Dạ. Tới đây được bao lâu rồi? 4 năm rồi sao? 3-4 năm rồi. Dạ. Mỗi người lý tưởng đi à, để thích tôi biết hôm nay coi như thế nào. Rồi, dạ. Thì, bạn gái như thế nào? Thực tế xíu thì em cũng thích một người có ngoại hình tương đối. Ưa nhìn. Dạ, ưa nhìn. Thứ hai nữa thì em rất là sống tình cảm cho nên em muốn bạn đó phải gọi là lễ phép, gọi là trung thực. Trung thực, lễ phép. Còn cái chuyện bạn đó thuộc về cái gu tin hay là gu bánh bèo hay gì đó thì cái đó thì em chấp nhận được hết. Dạ. Chuyện tình yêu em như thế nào? Em vừa mới lắng nghe bạn Hậu chia sẻ thì em cảm thấy rằng có những điểm chung với bạn Hậu. Đó là 3 mối tình. Em cũng 3 mối tình luôn. 3 mối tình luôn, độ 1 điểm chung. Rồi gì nữa nè? Cái thứ hai đó chính là em còn trẻ và em cũng muốn lập nghiệp ở trong này. Chính vì vậy mà bản thân mình muốn làm việc nhiều hơn về tình yêu á, không có thời gian tìm hiểu nhiều. Em nghĩ là bạn nam thì cái gánh nặng kiếm tiền rồi cuộc sống nhiều hơn nữa. Nhưng mà bản thân em thì em cũng là một người có tham vọng. Nên là em cũng tập trung vào công việc nhiều hơn về tình cảm. Về mối tình thì em có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên là cái thời em học đại học. Hai đứa thì học cùng trường với nhau và học cùng lớp nữa. Cái mối tình đó kết thúc vào cái lúc mà chúng em ra trường và mỗi đứa một nơi. Em thì em xác định là em ở trong Sài Gòn. Còn bạn em thì lại về miền Bắc. Về quê lại. Dạ, cũng hụt hẫng lắm. Còn mối tình thứ hai là mới ra trường. Anh đấy thì lớn tuổi hơn em rất là nhiều, 7-8 tuổi. Em quen anh đấy nhưng mà anh lớn tuổi và anh em muốn rằng là lấy em á. Cưới gấp. Cưới. Mà bản thân em thì em mới ra trường, em cũng chưa có mối quan hệ nhiều, cũng chưa có công việc ổn định và tài chính thì em cũng chưa được nhiều á. Nên là em suy nghĩ và quyết định là em lựa chọn về cái sự nghiệp sự và nghiệp cuộc sống là nhiều gia đình. Hơn. Nhiều có hối tiếc không ạ? Không, cái đấy thì tình yêu nó ngắn. Rồi mối tình thứ ba? Là mối tình thứ ba là sau đấy khoảng 2 năm quen trước dịch. Trong cái thời gian dịch gần 2 năm á. Thế là mình không có thời gian gần nhau á. Tan nát luôn. Sao mà cách lòng rồi còn dịch chật nữa. Và cái điều mà em rất là đau buồn, rất là khổ đó chính là em biết là mình là người thứ ba. Em biết là mình là người thứ ba. Ồ, quen nhau bao lâu thì em mới biết mình là người thứ ba? Dạ, quen nhau khoảng 6-8 tháng đó chị. Cái người bạn chơi với anh đó thì nói là anh đó có vợ rồi. À, rồi lúc đó có vợ rồi luôn. Có vợ và có 2 đứa con. Vậy là người ta cố tình gạt em rồi. Em là người thứ ba và em không biết gì cả. Thấy là mình bị tổn thương, giống như sự lừa dối á chị. Mà rồi. Thời điểm đó là em cũng là 25, 26 tuổi rồi á. Em có nói với anh là tại sao anh như vậy không? Thì anh ấy nói là anh ấy thương em. Bao lâu thì em mới dứt được cái mối tình đó? Thì trong thời gian dịch là em biết xong là bắt đầu em cắt đứt luôn.
là em không liên lạc lại. Và anh ấy có liên lạc lại nhưng mà em cũng không có muốn tiếp tục quá chị. Tại vì em không muốn là người thứ ba và em không muốn làm tổn thương vợ của anh và con của anh. Cũng khổ ha, mình cũng bị gạt ha. Có nhiều người mình khoan hả và vội vã phán xét. Mình nghĩ mọi tội lỗi trên cuộc đời này đều do đàn ông hết trơn trọi á. Có những cái mọi người á mà người ta cố tình làm kẻ thứ ba thì mình không bàn. Nhưng mà có những người ta bị gạt vô làm người thứ ba mà đâu có biết đâu. Tôi cũng đã từng bị chứ bộ. Trời ơi. Người làm cánh ngộ hả chị? Rồi là mọi người hiểu tôi làm gì rồi chứ gì. Bạch mặt chỉ tên ra liền, tôi dẫn tới nhà tôi chỉ thẳng mặt, tôi kêu vợ ra luôn. Nè nha em, vợ phải lo giữ chồng nha, để chồng em đi gạt người khác nha, chứ chưa kịp để cho người ta đi kiếm mình đâu. Tại mình đâu có lỗi, mình bị gạt mà. Đúng mình không? Có bị vô chồng đâu anh phải đâu, mà thật ra là đó là cũng may mắn nha em. Đợt cái dịch đó là cũng như là cũng sao mà cách lòng nó cứu em đó xong, mà thiệt chứ không có đó. Cái dịch đó là em còn dây dưa dạ. Nữa là phiền nữa. Cắt đứt cái mối tình gọi cái đó gọi là đúng là dịch ác duyên đó. Cái đó chị Tường gọi là ác duyên. Trên cuộc đời này có những cái mối lương duyên, có những mối nhân duyên, nhưng mà có những mối gọi là nghiệt duyên. Nghiệt duyên là yêu nhau mà không đến được với nhau, hoặc là nghiệt ngã. Nhưng có những cái mối gọi là ác duyên, đó là những người rắp tâm làm cái tội ác trong tình yêu, mình gọi là ác duyên. Hay không quý vị? Thiệt. Hy vọng hôm nay tất cả các em đều gặp được những mối lương duyên tốt đẹp. Mẫu hình người đàn ông lý tưởng. Hồi xưa thì em thích bạn trai của mình là đẹp trai này, cao to này. Cái đó là hồi xưa đúng không? Em cảm thấy là mỗi giai đoạn thì cái skin người bạn trai lý tưởng nó khác nhau. Em có thay đổi mẫu người đàn ông lý tưởng luôn hả? Dạ đúng rồi, thì cái lúc mà em còn trẻ đó, thì thời sinh viên mới ra trường á, thì mình thích bạn đẹp trai này, cao to, nhà giàu này, có xe hơi, có nhà lầu này. Nhưng mà bây giờ thì em cảm thấy là cái đấy là do hai người mình tự xây dựng ra. Em thích một người bạn trai cũng dễ nhìn này, cao thì cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao bao nhiêu à? Em cao 1m65. Thì 70 anh cao ơi, hơn 65 rồi. Em đi quốc thì toàn 5 phân tới 7 phân không ạ? Nên là em cũng muốn là bạn trai em khoảng 72, 75 thì đó. Rồi, hơn em. Rồi. Để bữa nay chị sắm cho hai chàng trai là hai đôi giày độn đôi 5 phân. Gì nữa không? Dạ, và em thích một mẫu người ấm áp, biết chia sẻ cùng với em trong cuộc sống, trong công việc, biết quan tâm gia đình, quan tâm những người xung quanh, biết làm ăn. Bây giờ thì mình thấy hôm nay là có một phụ huynh ngồi theo dõi nãy giờ. Dạ em chào chị ạ. Chào Cát Tường. Hôm nay là chị đi theo ủng hộ cho bạn nào vậy ạ? Bạn Đỗ Thị Lý. Đỗ Thị Lý. À, cái màu đỏ đó. Cái màu đỏ. Chị là cái gì của Lý ạ? Là cô. Là cô của Lý. Không biết là hồi nãy giờ với cặp mắt của một cái người gọi là người lớn trong gia đình, thì chị nhận xét là hôm nay là bạn Ngọc ở ghế xanh hoặc là bạn Hậu ghế đỏ, thì ai sẽ là cái người mà có thể sẽ phù hợp với bạn Lý ở nhà mình ạ? Cái quan trọng nhất là cái cảm giác của Lý. Ngoại hình hay là tất tần tật có nó không quan trọng bằng cái cảm giác. Tức là khi mà một người sống chung suốt đời á, vẫn là cái sự ấm áp. Còn tiền bạc hay những cái gì đó bên ngoài có thể tự tạo do hai người cố gắng. Và cái đó là về cảm xúc. Mà cảm xúc thì khi nào các bạn nhìn mặt nhau các bạn sẽ có cảm xúc. Nhưng đây mình chỉ nói là về một cái nhìn khách quan, mình nhìn ở ngoài từ những gì chia sẻ, ngoại hình, vóc dáng và những cái gì mình nghe và cái kinh nghiệm của mình á, thì mình cảm nhận ai nó sẽ có thể là tương ứng với nhà Lý nhà mình hơn. Hậu sẽ là hợp tính Lý hơn. Lý từ nhỏ từ còn rất trẻ sinh viên vậy, cơm không ăn chứ là ra ăn chè. Thôi vậy hả? Cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ thì để xem các bạn ấy gặp nhau như thế nào, và đương nhiên sẽ có một cái màn ăn chè. Mở cửa trái tim. Rồi khi cánh cửa trái tim này mở ra, cảm xúc của hai bạn nam như thế nào? Rồi Ngọc trước tiên. Em thấy hai bạn gái xinh. Xinh và dễ thương. Dễ thương. Trong người mình thấy có chút dịch chút nào sao xuyến rung động gì chưa? Có thấy cái gì đó nó sống lại, nó nhộn rộn ràng trong người mình chưa? Có chứ. Có hả? Rồi vậy là chúc mừng em, tín hiệu tốt. Thế còn Hậu? Rất ấn tượng với hai bạn, xinh. Rộn ràng gì chưa? 3-4 năm cũng lặng yên rồi. Chắc là phải nói chuyện thêm với... Chắc là sẽ nói chuyện thêm ha. Với một cái chàng trai chưa có tình trường là rộn ràng liền. Cái chàng trai có 3 mối tình rồi thì từ từ phải có cái thêm thời gian. Anh thấy em run quá vậy? Em cảm giác như thế nào khi mở cái tim thấy hai chàng trai đó? 94-95 của chị thấy sao? Mình lem. Bà lem là được rồi. Hai bạn là tuổi teen phải biết bà lem chứ hả? Đi du học nước ngoài về có biết bà lem là gì không? Chắc là ngon gì nè. Ngon á, bà lem là ngon đó. Thế còn em, Lý? Dạ, em cảm thấy rằng hai bạn rất là thân thiện, vẫn là lý tưởng. Từ đầu chương trình đến giờ chúng ta chủ đề cái chè không? Thế thì ngay bây giờ tại sao chúng ta không nếm thử những cái món chè ngay tại trên chương trình Ghép Đôi Thần Tốc đúng không quý vị? Lên xem, coi anh chàng này tiềm năng mở quán chè lại bán đắt không? Coi tụi em có qua ủng hộ bánh không? Ủa em cũng ăn chè nữa hả? Em thích ăn chè lắm. Ôi trời đất ơi.
Các chú ăn con chè ngày nào mà. Nếu như nếu mà ly chè này thì giá bán sao chú? Bình thường thì cái ly em nó bự hơn vậy thì chỉ 20.000 một ly. 20.000 mà bự hơn cái ly này, cái ly bự á phải không? Cái ly mà gấp đôi á phải không? Dạ đúng rồi. Nhìn hấp dẫn quá ta. Đập lắm ha. Bảy sắc cầu vồng á. Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Cái này chắc ở nhà chắc nấu ăn giỏi lắm chị ha. Thôi xích vô coi đi chứ tự nhiên tôi đứng vô riết cái giống như là hồi cái thằng tôi thèm ăn chè vậy. Em gái ghế đỏ, thí dụ như em lấy người chồng về mà mở quán chè bán thì cảm xúc của em như thế nào? Dạ thì ngày nào em cũng được ăn chè. Vậy hả? Em có thấy có ai vô phụ anh ông ấy không à? Có cần phụ gì không à? Nhưng mà em có thấy cái công việc này nó nhẹ nhàng quá, đáng lẽ nó không dành cho phái nam không? Cái này một là bạn đam mê, thứ hai là bạn muốn là món ăn của quê hương mình đều có ý nghĩa. Làm gì cũng quan trọng, miễn là làm kiếm ra tiền là được đúng không? Dạ. Ủa em có thích ăn chè không Tinh? Thỉnh thoảng thôi chị. Thấy cái thái độ của em rồi coi như đứng có vẻ nó xa lắm mà kiểu như em xa lắm, em không thích món chè Thái này hay sao mà thấy em có vẻ giống như là nó nghiêng ngó ngửa quá vậy. Em có vô phụ không à? Dạ thêm người nữa. Em vô phụ ăn chè kìa. Thái độ của bé này nó có vẻ thờ ơ lắm, nó lãnh đạm. Nó đang lạnh nữa rồi nó thấy chín tư rồi, thấy đá nữa cái nó hơi lãnh đạm. Bé kia có vẻ sốt sắng muốn ăn chè kìa, thấy không? Em mời mọi người ạ. Em mời mọi người. Thôi đưa hai con gái vô đi. Em phải ra lăn đi nè, rồi sao đâu. Dạ, cảm ơn. Hợp quá. Ngon, béo. Tôi không biết ăn sầu riêng nhưng mà tôi vẫn ăn được. Ngọt á. Ngọt. Ngọt. Chị nghĩ cái này á là không cần bỏ nước đường đâu. Dạ. Vì sữa mấy cái này nó cũng ngọt ngọt ngọt. Ăn chè thấy cảm nhận sao cưng? Dạ ổn áp ạ. Ngọt quá không? Ổn áp. Dạ cũng bình thường không ngọt quá. Mỗi ngày ăn ly nổi không? Dạ. Mấy ngày mình ăn được ly chè này? Chắc tháng đó chị. Một tháng mới ăn một ly chè? Dạ tại em còn phải giảm cân nữa. À. Thế còn em? Em thì chắc ngày nào cũng ăn được một ly. Em thì chắc ngày nào cũng ăn được một ly. Ngày nào cũng ăn được một ly. Wow. Vậy tốt rồi. Cảm ơn em, một món chè cũng em rất là sao? Tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện một chút xíu. Đầu tiên mình sẽ bàn luận cái chủ đề là một cái người phụ nữ an phận theo như các bạn hiểu đó là người phụ nữ như thế nào. Thôi cho cô áo đen đi. Thấy cổ có vẻ nãy giờ trầm quá, an phận quá. Em nghĩ phụ nữ an phận là như thế nào? Một người phụ nữ an phận thì chắc là lấy chồng xong sẽ về nhà rồi bếp núc là nhiều. Dạ, chứ không có va vấp ở ngoài cuộc sống ở ngoài nhiều. Chị cũng là người an phận nè. Chị chỉ nguyện cầu có một người đàn ông đến với chị thôi, chứ chị không cần người thứ hai. Như vậy là an phận. Mỗi người đều có cái mục đích của an phận của mình. Chứ không phải an phận cái là mức ở độ nhà bếp núc nội trợ. Vai. Cái tư duy mới hiện tại thì phụ nữ an phận là cái người phụ nữ bằng lòng với cái mình có và không đứng núi này trong núi nọ. Còn cái mình có là cái gì là do mình tự đặt ra. Chị nói vậy em nghĩ an phận là như thế nào? Nghe một chàng trai nói về người phụ nữ an phận nè. Em nghĩ là mình nói một là kiếm nhiều tiền, hai là mình lo được cho người phụ nữ đấy, là để cho người phụ nữ đấy an là người phụ nữ an phận đúng không? Vậy là bạn này vẫn có những cái suy nghĩ theo cái thời nó hơi cổ. Có nghĩa là phụ nữ an phận là người phụ nữ là có một cái người có chồng vững chắc, rồi để cổ yên tâm. Cổ sẽ an phận sống trong cái gia đình đó, ví dụ như là vợ chồng con cái lo con cái bếp núc nội trợ, người vợ là tay hòm chìa khóa giáo dục con cái gia đình. Vâng. Không cần phải lo cơm áo gạo tiền nữa, không cần phải bươn chải mưu sinh. Vâng. Thì gọi là an phận. Vâng. Vậy thì trách nhiệm của người đàn ông là phải kiếm được nhiều tiền. Đúng rồi. À vậy theo em nghĩ người phụ nữ an phận là như thế nào? Dạ thì lúc đầu thì em cũng có suy nghĩ giống hai bạn này, cũng là đó là lúc đầu. Bây giờ kìa, nghe bây giờ em sẽ làm như thế nào để người phụ nữ của em an phận? Em sẽ để cho cô ấy thích làm những cái mà cô ấy thích, nhưng mà trong cái phạm vi về đạo đức, về luật pháp, về này kia. Cho cô làm những điều cô ấy thích trong phạm vi đạo đức, luật pháp là sao? Trời ơi, chẳng vậy. Cô ấy thích cái nghề đó, cái ngành nghề gì đó thì em sẵn sàng ủng hộ nếu mà thật sự cô ấy thích. Còn ví dụ những cái em nói về phạm pháp đạo đức thì nó như là những cái mà luật pháp cấm á. Như bây giờ vợ em mà bây giờ cô cứ thích ra ngoài cô làm mà cô không có phạm pháp gì hết trơn, cô giúp phát triển kinh tế trong gia đình, nhưng mà cô lại không có thời gian chăm nom cho con cái, bếp núc quán xuyến trong nhà cửa, thì em nghĩ như thế nào? Em nghĩ cái phần mà không có thời gian đó là cũng là trong cái phạm vi mà em đặt ra, ý là không phải em đặt ra mà em sẽ bàn với lại cái người phụ nữ đó. À. Tức là em làm gì làm, em kiếm được bao nhiêu tiền anh không biết, nhưng mà thời gian dành cho gia đình là phải có. À, chứ không phải là em cứ đi ra ngoài em làm đi, anh ở nhà nội trợ nấu cơm cho, không phải vậy đúng không? Phải nói cho rõ ràng. Có nghĩa là em có thể làm những việc của em làm thoải mái,
với điều kiện là em cũng đã chu toàn được cho gia đình đó. Thời phụ nữ hiện đại thời 4.0 đó quý vị, giỏi việc nước đảm việc nhà, chà khó kiếm mà nha. Thế còn Lý, em thì là một người phụ nữ cũng không an phận lắm chị. Em có những cái tham vọng lớn á, chị em mà làm văn phòng á thì họ thấy công việc đó lương như vậy là cũng ok ổn rồi. Và phụ nữ thì an phận là thôi thì đến tuổi lấy chồng xong có con rồi xây dựng hạnh phúc gia đình, thì em nghĩ là một cái người phụ nữ như vậy là an phận. Ví dụ bây giờ mấy các chàng trai hoặc là chồng mình lúc yêu đương thì thoải mái, nhưng mà khi đã quyết định kết hôn rồi thì muốn tụi em là ở nhà yên phận, người ta sẽ lo hết chu toàn để là sinh con, chăm con, để cái, để giáo dục con cái cho nó tốt, thì em có đồng ý với cái điều đó hay không? Dạ, em muốn được vừa làm việc lại vừa chăm sóc gia đình. Em sẽ cân bằng lại cuộc sống, tại vì tới độ tuổi này á thì tài chính thì em cũng có dư một chút, mình có thể làm chăm sóc gia đình với lại làm thêm, mà ngành của em là về kinh doanh với làm đẹp á, thì em nghĩ là xu hướng sắp tới thì nó sẽ phát triển. Thì em kết hợp cả hai luôn, là vừa gia đình và lại vừa công việc. Thế còn em thì sao? Nếu như mà quen một ai đó thì em sẽ nói luôn là em không phải là người phụ nữ của bếp núc, và em không phải là người phụ nữ của bếp núc, tại vì em không có giỏi cái việc đó. Em không có muốn quen một người mà ví dụ như là phải có cơm sáng, cơm trưa, cơm tối, mà em chỉ muốn là chỉ cần là mình ăn cái gì cũng được, nhưng miễn sao là hai người hoặc là chung một gia đình. Chứ không có bắt buộc là anh thích ăn cơm nhà hay là cái gì đó. Vậy là thế, ý em là cả nhà hai chồng có thể đi làm cùng nuôi dưỡng con cái và mình ăn cơm tiệm. Dạ. Ý em là vậy đúng không? Không, phải cho rõ ràng. Lâu lâu cuối tuần mình có thời gian rảnh thì mình nấu còn thì cũng được chị, chứ không có bắt buộc, ý là không có theo khuôn khổ quá. Bây giờ cái chuyện nấu ăn thì theo em trong nhà em là ai làm, cho lẽ suốt ngày đang cơm tiệm không? Em nghĩ tới là thuê giúp việc. Chính xác, chị đang chờ em trả lời câu đó đó. Bởi vì nếu bây giờ ai lấy tường tường cũng trả lời như vậy, em đi làm kiếm được tiền, vợ em ở nhà giỏi giang cũng kiếm được tiền, vậy thì mình thuê người giúp việc, mình tạo được công ăn việc làm cho một người khác nữa. Rồi những cái ngày cuối tuần rảnh rỗi mình đi du lịch, hai chồng cùng phụ nhau nấu nướng rồi sinh hoạt gia đình, rất là tuyệt vời. Vậy thì chốt lại vẫn là đi kiếm tiền. Đúng không ạ? Muốn làm được như vậy là phải có tiền. Rồi, là mình trò chuyện một chút cho vui để mình hiểu nhau. Và qua cái trò chuyện đó thì các bạn cũng đã có một phần nào nhận xét được đối phương như thế nào. Các Tường và Hứa Minh Đạt chỉ là một cái cầu nối để giúp cho các bạn gặp mặt nhau tại chương trình thôi. Còn cái chuyện có tiến xa được hay không, các bạn có kết nối được với nhau hay không, đó là cái duyên của các bạn. Nãy giờ tôi thấy bạn trai này có quà mà không tặng luôn nè. Dạ em cảm ơn. Coi coi cái gì mà đỏ đỏ dữ vậy? Mình có thể là mặt nạ xăm ấy. Của Hàn Quốc đúng không? Hàn Quốc ạ. Thì bây giờ chị sẽ mời các bạn nam lần lượt, chúng ta sẽ qua bên đó xin phép nắm tay các bạn nữ. Mỗi cặp sẽ có 30 giây để nhìn nhau, còn muốn nói cái gì hay không đó là quyền của các bạn. Nãy giờ ưu tiên em nhiều rồi, bây giờ ưu tiên cho Hậu trước, mời Hậu qua trước. Hậu 30 giây một người, muốn nói gì thì nói, cả hai luôn, nữ mình muốn nói gì mình nói nha. Chào anh. Chào anh, xin biết không? Phú Vinh, anh ở quê nè. Em quê ở Hải Phòng, năm nào cũng về quê. Nhưng mà Phú Vinh thì chưa có tới, nhưng mà cuối năm nay sẽ tới. Tại có hôm nay có người bạn ở Phú Vinh đấy, lấy vợ đó. Phú Vinh đẹp lắm. Dạ đúng rồi, em cũng hy vọng cuối năm nay về đấy để tham quan. Rất là thích đi du lịch luôn. Chào em. Chào em. Chào em. Anh xin phép nắm tay em. Hơi lạnh nha anh. Tay anh cũng lạnh, không sao đâu. Anh sinh tháng mấy? Anh sinh tháng 1. Dạ bác coi phong thủy nhưng mà coi bói. Chát ghê. Coi cung thân đạo. Năm người ta né rồi, bây giờ hỏi tháng rồi còn vớt được hay không. Anh có gì muốn hỏi không? Là cái công việc hiện tại của em thì em có thích nó, em có muốn làm nó xuyên suốt hay là em có muốn ý định gì thay đổi không? Công việc hiện tại của em thì em chỉ làm để lấy vốn sau kinh doanh thôi, tại vì em thích kinh doanh. Em có thể gợi ý cái mảng kinh doanh em thích không? Về thời trang, với lại em cho thuê đồ để cho người ta chụp. Tại vì em cũng đi làm mẫu ảnh. Cảm ơn em. Wow. Thì thầm. Rồi mời em. Chắc mình xin nắm tay. Tay lạnh đúng không? Lạnh hơn tay. Chắc anh run lắm đấy. Dạ. Anh thấy em rất là xinh với lại dễ thương ấy. Dạ. Không được thì cho nhau một cơ hội để đấy tìm hiểu nhau. Dạ vâng. Cái này có vẻ ngắn gọn xúc tích hơn. Hay dạ. Mình chuyện. Thôi cái này mình nói chuyện với nhau đi. Ok. Ủa gì vậy? Sao ngắn gọn dễ hiểu vậy? Cái gì? Dạ tại vì em có cảm xúc thì em mới cầm tay được. Đúng rồi. Trời, nhắn gọn lẹ luôn. Biết nhau rất là vui rồi. Vâng.
Dạ, kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái khoảnh khắc quan trọng, đó là chúng ta sẽ đưa ra cái quyết định của mình. Mỗi chiếc ghế đều có hai cái nút bấm, mời các bạn đặt tay vào cái nút bấm của mình. Một cái nút bấm màu đỏ, một cái nút bấm màu xanh, tương ứng với người đối diện, đối phương đang ngồi ở chiếc ghế màu nào. Và bây giờ là khoảnh khắc quan trọng nhất của ngày hôm nay. Mời tất cả mọi người hãy hướng mắt ra phía trước, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1. Thì bạn gái là ưa nhìn cao tầm 1m55 trở lên là được. Cách thì chắc là khi hai người tìm hiểu thì khi đó sẽ tốt nhất, nên tìm hiểu. Ngoại hình thì cao 1m75. Thân hình thì không quá ốm, không quá mập. Hơi trầm một xíu cũng được. Bạn đó phải gọi là lễ phép, gọi là trung thực. Cho một mẫu người ấm áp, biết chia sẻ cùng với em trong cuộc sống, trong công việc. Dạ, bấm ạ. Dạ, hết giờ. Chúng ta đã có kết quả. Một cặp đôi. Sao hôm nay em không nắm bắt cơ hội gì của mình hết vậy? Thì em thấy hai bạn nữ là quá tốt so với em, nên em nghĩ là mình cũng phù hợp, nên em không bấm. Mình không phù hợp. Cảm xúc hiện tại của em như thế nào? Em thấy là cũng có điểm chung với bạn Hậu, thế đó, chung thế kia. Thế nên em cũng cho mình cơ hội, giống như là mình mở cửa trái tim mình ra. Dạ. Thì ban đầu cũng chỉ là bạn thôi, tìm hiểu, nếu mà hợp với nhau thì sẽ đến với nhau. Thì tôi cũng xin chúc cho các bạn, biết đâu ra ngoài kia mình sẽ có những cái cơ hội. Và hãy nhớ là khi mình thấy đúng đối tượng mình muốn rồi là phải nắm bắt liền, chụp liền. Như hôm nay chị rất là thích bạn Lý, có nghĩa là thích là mình cứ làm, còn cái chuyện được hay không chưa cần phải bàn tới, cái đó tính sau. Nhưng ngày hôm nay là... Rồi, cảm ơn hai bạn rồi. Bây giờ mời cặp đôi của chúng ta đứng ra chính giữa. Những cặp đôi mà mình ghép theo lý thuyết là ghế đỏ hoặc là ghế xanh, nhưng mà thật ra khi mà số trái tim đã mở ra thì họ có những tần số trùng khớp với nhau vậy Tường hả? Và mọi người thấy rõ ràng là thật sự trong chương trình thì các bạn, hai bạn này cũng không có trò chuyện gì với nhau nhiều, chỉ trừ là 30 giây cuối được nắm tay nhau thôi. Cho nên các bạn biết không, cái 30 giây cuối đó cực kỳ quan trọng. Và ngày hôm nay một cặp đôi chéo đã bấm nút hẹn hò với nhau. Chúng ta có tay và chúc mừng cho các bạn ấy. Rồi, nắm tay đi ạ. Hai người nắm tay. Hồi nãy bắt tay, còn bây giờ là nắm tay rồi cưng ạ. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm cho ngày đầu tiên gặp mặt. Cái gì đó đánh dấu người ta đây chứ. Coi chương trình này chưa? Hãy thưa quý vị, hãy quỳ xuống là chỉ cầu hôn thôi quý vị. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay thì Cát Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần quà, đó là một sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon và tròn vị hơn, tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng cho các bạn nha. Rồi, tặng cho em. Cảm ơn. Và đối với cặp đôi thành công, chương trình dành tặng cho các bạn một phần quà nhỏ, đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và đối với những cặp đôi không thành công thì cũng đừng lo nhé, bởi vì chương trình cũng sẽ dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp cho các bạn độc thân tìm kiếm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này, các bạn cũng sẽ được gặp gỡ, được tư vấn bởi ông mai bà mối rất là duyên dáng nữa nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple. Đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Nhớ chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye.